Hôm nay cải tạo vườn lại, làm lại mấy cái ao để thả ốc nhồi xuống. Đây là khu vườn sinh thái. Những cây ăn trái tiêu chuẩn sạch. Cứ một bờ hai cây nhãn, một cây mít, hai cây nhãn, một cây mít làm tới. Đi chừng nào mệt thì thôi.